Ma Thị Thắng, giáo viên môn địa lý trường trung học cơ sở Hà Lam. Trong tiết học trước chúng ta đang tìm hiểu nội dung các thành phần tự nhiên của trái đất, và bài học ngày hôm nay ta tiếp tục tìm hiểu nội dung đó. Bài 19, khí hậu và gió trên trái đất. Đối với bài học này, chúng ta có hai nội dung trọng tâm cần phải nắm được. Một là khí áp và các đài khí áp. Các em cần phải nắm được khái niệm khí áp là gì, các đài khí áp phân bố như thế nào trên bề mặt trái đất. Hai là phần gió, khái niệm gió, tên và phạm vi hoạt động của các loại gió thổi thường xuyên trên bề mặt trái đất và nắm được khái niệm hoàn lưu khí quyển. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu nội dung phần một nhỏ khí áp và các đài khí áp trên trái đất. Tiết diện này là một mét khối không khí.
dấu hiệu giảm dần, tức là gì ạ? Càng lên cao thì khí áp sẽ càng giảm, đúng nhỉ? Đó chính là nội dung của phần thứ nhất. Chúng ta tìm hiểu sang phần B rồi. Căn này trên trái đất B nhỉ? Căn tài khí áp trên trái đất và những đai khí áp cao. Từ sinh đạo về hai cực. Từ sinh đạo về phía hai cực. Chúng ta quan sát những khung khí áp cao được hình thành ở những nơi có nhiệt độ không khí thấp, không khí co lại. Những nơi có nhiệt độ không khí thấp chính là vùng sinh đạo, vùng khâu độ và vùng cực. Xin lỗi, áp cao sẽ được hình thành ở những vùng có nhiệt độ không khí thấp, đó là vùng cực. Không khí co lại, không khí từ trên cao rồi nén xuống. Tại đây không khí đậm đặc và có xu hướng lan tỏa xung quanh, chúng ta có thể nhìn thấy trên màn hình. Nhiệt độ thấp của không khí rèn xuống nén xuống động đặc, hình thành khung áp cao. Còn những vùng áp thấp sẽ là những vùng có khí hậu có nhiệt độ không khí cao, không khí giãn nở bốc lên cao, và tại đây không khí loãng nên không khí xung quanh có xu hướng dồn vào, sẽ hình thành khung áp
những cái mảng màu hồng là áp cao, chúng ta có áp cao Siberia, áp cao Aso, áp cao Nam Đại Tây Dương, áp cao Nam Ấn Độ Dương. Từ cái lượng đồ này thì các em có thể thấy là gì ạ? Các đai áp này không hề phân bố liên tục mà nó bị chia cắt ra thành từng khu riêng biệt. Tại sao lại như vậy? Vì rõ ràng là chúng ta nhìn hình ảnh 50 thì cũng thấy là các đai áp này là những cái đai áp được ký hiệu liên tục, phải không ạ? Nhưng ở trên thực tế thì nó không phải là những khu áp liên tục mà nó được phân bố thành những khu riêng biệt như thế này. Bởi vì do sự phân bố của lục địa và đại dương, em nhớ như vậy. Chúng ta chuyển sang nội dung thứ hai, tìm hiểu về gió và các hoàn lưu khí quyển B, hai nhỏ, gió và các hoàn lưu khí quyển. Chúng ta xác định hướng gió bằng cách là xác định nơi gió xuất phát, không xác định
về áp thấp xích đạo, còn đường hướng bắc sẽ có hướng là ứng với nó, đây là hướng đông bắc, đây là nơi gió nó đi, đúng không ạ? Chúng ta không xác định mũi tên đến nha, chúng ta xác định nơi gió đi. Ở đường hướng nam sẽ là hướng đông nam, như vậy chúng ta xác định được gió tín phong ở đường hướng bắc thuộc theo hướng đông bắc, còn ở hướng nam thuộc theo hướng đông nam. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ xác định được loại gió thứ hai là gió tây ôn đới. Loại gió tây ôn đới sẽ thổi từ áp cao chí tuyến về áp thấp ôn đới, từ áp cao chí tuyến về áp thấp ôn đới, đó là gió tây ôn đới. Cũng tương tự với cách xác định hướng gió của tín phong thì chúng ta sẽ thấy là gió tây ôn đới sẽ có hướng gió như thế nào ở hai đường cầu đây. Ở đường cầu bắc các em có thể nhìn thấy hướng của gió tây ôn đới chính là hướng tây nam, hướng này là hướng tây nam, trong trong mũi tên cô đang chỉ đấy ạ. Ở đường cầu nam sẽ là hướng tây bắc, như vậy là hướng gió của gió tây ôn đới ở đường cầu bắc là tây nam, và đường cầu nam là tây bắc. Và gió thứ ba là gió thổi từ hai vùng áp cao cực về hai hai áp thấp ôn đới, đó chính là gió đông cực. Loại gió đông cực có hướng giống với gió tín phong, các em nếu để ý các em sẽ nhìn thấy gió đông cực cùng hướng với gió tín phong. Ở nửa cực bắc sẽ thổi theo hướng đông bắc, ở nửa cực nam sẽ thổi theo hướng đông nam. Như vậy chúng ta có thể tìm hiểu cái nội dung kiến thức này qua cái bảng kiến thức chuẩn như sau. Các em quan sát trên màn hình, đó là bảng chuẩn kiến thức tôi đưa ra. Đây chính là ba loại gió thổi. Chúng ta cùng quan sát. Đây là ba loại gió thổi thường xuyên trên bề mặt trái đất. Gió tín phong, hướng của gió tín phong, phạm vi hoạt động chúng ta nhìn trên màn hình, chúng ta dễ dàng xác định được, đúng không ạ? Tính tích cực
vận. Đó là những cái nội dung chính của phần gió. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung cuối cùng, phần hoàn lưu khí quyển B nhỏ. Hoàn lưu khí quyển. Chính của bài học hôm nay chúng ta tìm hiểu là các em có thể quan sát trên màn hình về cái quá trình mà hình thành hoàn lưu khí quyển như sau. Ở những vùng có khí hậu nóng như ở vùng chính tuyến, không khí dồn nén xuống đậm đặc, đúng không ạ, hình thành những cái vùng áp cao ấy. Đúng không, cái những vùng áp cao này thì cái khối không khí của vùng áp cao này sẽ lan tỏa sang những vùng khu vực xích đạo, và khu vực xích đạo thì không khí lại nóng, không khí sẽ giãn nở ra bốc lên cao, đúng không, và bốc lên cao vậy nó lại tỏa sang hai bên đường chỉ tuyến, lại dồn nén khối không khí tại chỗ ở đó, lại sinh ra áp cao ở đó. Đó chính là cái sự hoạt động của hệ thống gió thổi vòng tròn. Để củng cố lại nội dung bài học hôm nay thì chúng ta phải quan sát lại một lần nữa về các đai khí áp trên bề mặt trái đất. Các em có thể quan sát làm cho cái khu vực này, không khí ở khu vực này
này cũng bị loãng đi, đúng không? Làm cho khu vực này hình thành áp thấp. Còn ở vùng cực thì không khí co lại, không khí co lại thì sẽ hình thành những khu vực áp cao. Để củng cố cho nội dung bài học này, chúng ta sẽ làm bài tập, một bài tập như sau. Chúng ta có hai cột bên trái, một bên phải, hai cột bên trái có những